cá chép hóa rồng, vận may đảo chiều, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, phất lên như vũ bão, đổi đời đại gia từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Con người sống trên chốn hồng trần, số kiếp ông trời đã điểm phân, vui buồn bất hạnh hay may mắn, người quá giàu sang kẻ thiếu phần, người khổ biết vượt qua số phận, ăn ở hiền lành khỏe tấm thân. Nếu muốn bản thân không lận đận, cố gắng đừng gieo chuyện nợ nần, con người đạo đức luôn chiến thắng, thoát khỏi u mê hết nhọc nhằn. Quý cô bác anh chị tuổi Tân Sửu thân mến, cuộc đời mỗi người lúc thăng lúc trầm, lúc ngọt bùi đắng cay, lúc bi quan ly hợp, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, có người khổ cực vất vả ở thời điểm này, nhưng lại sung sướng ở thời điểm khác, đúng như câu, khổ trước sướng sau. Được biết mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, hồi bé đã có cuộc sống cơ cực, vất vả, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, lăn lũ kiếm từng đồng mưu sinh, nhưng người nghèo thì cứ nghèo bền vững. Tuy nhiên do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện, nên trong từ sau đại lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 này, tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, được ơn trên ban lộc lớn, phước đức đầy tay, mọi khó khăn vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy, tiền và ngập két, 10 phân vẹn 10. Vậy để biết được phần trình cụ thể từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, sẽ diễn ra như thế nào, thì xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây. Cá chép hóa rồng, vận may đảo chiều, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, phất lên như vũ bão. Đổi đời đại gia từ sau đại lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Trước khi đến với phần luận giải chi tiết về tử vi từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 của quý cô bác anh chị Tân Sửu sinh năm 1961, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác anh chị điểm nhanh qua tính cách người tuổi Tân Sửu, có điểm gì nổi bật. Người tuổi Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi bản thân. Trong cuộc sống người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa tuổi Tân Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lây truyền bởi người khác. Vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực. Họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Tuổi Tân Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng sợ hãi. Ngược lại luôn điềm tĩnh dũng cảm vượt qua thử thách. Tuổi Tân Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một, mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh, khiến tuổi Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến cho tuổi Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân. Họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ tính toán của bản thân mình. Mọi mối quan hệ của tuổi Tân Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau. Họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè. Không phải ai tuổi Tân Sửu cũng coi là những người tri kỷ thực sự. Trong cuộc đời, tình duyên của người tuổi Tân Sửu thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Những chú trâu sinh ra vào ban ngày sẽ năng động nhanh nhẹn, giỏi kiếm tiền, nhưng lại vất vả hơn những chú trâu được sinh vào ban đêm. Tuổi Tân Sửu sinh vào ban đêm cả đời sống trong an nhàn bình yên, nhưng cuộc đời không mấy dư giả, chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu. Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nghĩa là về sự nghiệp và tài lộc, cũng bởi bạn luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra vào làm lung lay ý chí. Những ai khốn khó sẽ dần lùi xa, chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói, khoảng thời gian sắp tới sẽ là những tháng ngày huy hoàng rực rỡ trong cuộc đời của bạn. Điểm báo tử vi cho thấy, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 chính là thời điểm tuổi Tân Sửu như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Những năm tháng tuổi trẻ không ngừng phấn đấu tích lũy kinh nghiệm, giờ đây đã được thu về trái ngọt. Sự ổn trọng và chắc chắn, làm việc tới nơi tới chốn đã làm nên thương hiệu của bạn.
chẳng việc gì qua tay con giáp này mà không được hoàn thành gọn gàng. Năng lực của bạn đã là điều không cần phải bàn cãi. Tiếng lành đồn xa, ngày càng tạo dựng được địa vị trong xã hội. Không chỉ thành công giữ vị trí trọng yếu ở nơi làm việc, con giáp này còn đầu tư, kinh doanh bên ngoài và thành công lớn, thu nhập cả chính và phụ đều tăng cao, muốn nghèo cũng khó đấy. Tinh đầu tinh mang theo vận tài lộc sáng rõ, trải qua những tháng ngày thật sự khó khăn và vất vả. Có thể nói, mọi thành công và sung túc lúc này là do công trái ngọt mà những người này xứng đáng nhận được. Trời sinh những chú trâu vốn là những người cần mẫn và siêng năng, ban đầu chịu khá nhiều vất vả, cực nhọc chăm bể. Những khó khăn chỉ càng khiến bạn thêm mạnh mẽ, từ tích lũy bài học xương máu, con đường công danh vì vậy mà thuận buồm xuôi gió. Bạn không bao giờ cho mình ngừng nghỉ, luôn phải vươn lên cố gắng hết sức. Đến thời điểm chín muồi, con giáp này sẽ có được vinh hoa phú quý, và thời gian tới chính là lúc bạn đạt đến đỉnh cao của tiền tài danh vọng. Tiếp theo xin mời quý cô bác anh chị đến với phần luận giải chi tiết qua các phương diện chính. Đầu tiên, xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tuổi Tân Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1961, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Tử vi từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 của tuổi Tân Sửu, hứa hẹn nhiều điểm sáng mới trong công việc, có quý nhân tam hợp nâng đỡ, bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao khá dễ dàng, được cấp trên hậu thuẫn, cấp dưới đồng lòng, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Người tuổi Tân Sửu hãy tự tin phát huy những điểm mạnh của mình, bạn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh, trở thành một điểm sáng trong tập thể, khiến lãnh đạo phải chú ý và tạo cơ hội để cân nhắc. Cục diện tam hợp đem tới nhiều điểm sáng cho công việc của bản mệnh, bạn phát huy được ưu điểm của mình như tập trung, nghiêm túc có trách nhiệm, nên tránh được nhiều sai sót, luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, thậm chí dẫn dắt mọi người cùng vượt qua được khó khăn. Chắc chắn lãnh đạo sẽ rất ấn tượng với những việc bạn đã làm và sẵn sàng dành cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, tương lai giữ một vị trí cao hơn trong tập thể. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo dựng được cái uy của mình, nên dễ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của nhân viên cấp dưới. Hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện hóa các kế hoạch của mình. Bạn hoàn toàn có thể dẫn dắt tập thể đạt được bước phát triển mới đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên dù có gặt hái được thành công hay được đánh giá cao đến mức nào, bản mệnh cũng không được để mình có quyền kiêu căng, coi thường người khác, bởi hung tinh vẫn luôn rình rập, chỉ chờ bạn sơ sẩy là rắc rối sẽ xảy ra. Con giáp này nên chú ý đến các hành xử với mọi người xung quanh, đặc biệt cần nói năng cẩn trọng, có cách ứng xử linh hoạt phù hợp với những tình huống khác nhau. Bạn không nên tỏ vẻ coi thường người khác, coi thường những công việc quen thuộc kẻo sẽ rất dễ vướng vào những khúc mắc không đáng có, khiến hình tượng của bản thân bị ảnh hưởng. Theo lịch vạn niên và phi tinh tháng năm dương lịch, lục bạch đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam. Tại đây tuổi Tân Sửu chú ý bố trí đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ. Nếu có thể hãy bổ sung thêm cây xanh, tiểu cảnh hay hòn non bộ tại đó. Những vật phẩm phong thủy này có tác dụng khuếch đại trường khí, phong thủy tích cực, mang tới vận khí hanh thông, thúc đẩy mọi việc bạn làm càng thuận lợi. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Tân Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1961. Từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Tử vi tháng 5 dương lịch năm 2024, tuổi Tân Sửu, thấy rằng con đường tài lộc của người tuổi Tân Sửu cũng có những điểm sáng đáng kể, bạn có thể thu tiền về đầy túi không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những thành tích cao trong sự nghiệp giúp bạn sở hữu một túi tiền rủng rỉnh, chắc hẳn chẳng có lãnh đạo nào lại keo kiệt không dành phần thưởng cho một nhân viên xuất sắc như bạn. Cầm khoản tiền hậu hĩnh trong tay bạn lại càng cảm thấy có động lực hơn và tiếp tục cống hiến không ngừng nghỉ. Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo dựng được thương hiệu của mình, khiến khách hàng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của bản thân, nên ai mua một lần rồi cũng sẽ muốn quay trở lại. Bạn có một đội ngũ khách hàng thân thiết và trung thành, nên khoản tiền thu vào túi lúc nào cũng ổn định, không phải sợ hãi trước sự cạnh tranh của đối thủ. Tuy nhiên, có những lúc con giáp này cần để ý đến các hành xử của mình, chớ nên cư xử một cách cứng nhắc hoặc chủ quan, coi thường những công việc đã quá quen thuộc, ngoài điều bất chắc vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vì thế cứ cẩn thận vẫn hơn. Về phương diện tình duyên gia đạo, tuổi Tân Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1961 từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi năm 2024, nhờ quý nhân tam hợp xe duyên, chuyện tình cảm của tuổi Tân Sửu ngày càng phong phú, có nhiều trải nghiệm thú vị. Với các cặp vợ chồng, thời
Thời điểm này thích hợp để dành thời gian chia sẻ, hóa giải mâu thuẫn, giúp không khí gia đình thêm ấm áp, xóa tan sự căng thẳng trước kia. Gia đình bạn có thể cùng nhau đi du lịch để tạo thêm sự gắn kết giữa các thành viên. Bản mệnh đừng bỏ lỡ cơ hội để có được tình cảm như ý. Về phương diện sức khỏe, tuổi Tân Sửu, nam nữ mạng, sinh năm 1961 từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 5 dương lịch năm 2024, tuổi Tân Sửu bình ổn về mặt sức khỏe, hầu như không gặp vấn đề gì lo ngại về phương diện này. Có điều do hung tinh Bạch Hổ ảnh hưởng, bản mệnh chú ý đi đứng cẩn thận, tránh bị tai nạn xe cộ hoặc họa hình thương như té ngã, chấn thương. Theo đông y mùa thu nên chú trọng dưỡng sinh để củng cố và tăng cường sức khỏe. Cần phối hợp nhiều biện pháp như ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết. Theo nguyên tắc dưỡng âm, ẩm chống khô hanh, nên ăn tăng chua giảm cay, ngủ sớm dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục, vận động nhẹ nhàng. Ngoài ra, cần đặc biệt lưu ý cảnh mùa thu dễ gợi cảm xúc buồn thương, nhất là với người già khi tuổi đã xế chiều. Người trẻ cũng vì cảnh buồn người chẳng thể vui, nên tâm trạng dễ bực tức. Bởi vậy bạn cần phải giữ tinh thần lạc quan yêu đời, để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Nên theo dõi xem phong thủy hàng ngày để ứng dụng phong thủy vào đời sống, giúp đón lành tránh dữ. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Tân Sửu có một tuần vượng duyên nhờ có sự xuất hiện của sao Thái Âm. Cát tinh này che chở cho các mối quan hệ của Sửu, mở ra những kết nối trong cả cuộc sống lẫn việc làm ăn. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Về công việc, chính quan báo hiệu, Sửu có thể biến tuần lễ mới của mình trở nên ý nghĩa hơn bằng những thành tựu đạt được trong tuần này. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn trọng khi giao tiếp với những người xung quanh. Sự thân thiện của bạn có thể là yếu tố để kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Đầu tuần và giữa tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Sửu cũng nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến vào cuối tháng. Cuối tuần có điểm báo hao tài, con giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí mua sắm quá độ. Theo dõi tử vi cuối tuần, người tuổi Tân Sửu có thể an tâm hưởng thụ thành quả, khi vận trình của bạn đang có rất nhiều tín hiệu tích cực, mọi việc diễn ra thuận lợi khiến cho mọi người phải ghen tị với may mắn của bạn đấy. Nhìn chung công việc tiến triển theo đúng mong muốn, chỉ cần bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ, thì không có gì không làm được. Dù là cuối tuần nhưng bản mệnh cũng chẳng hề ngơi tay, song sự bận rộn này đổi lấy những hiệu quả bất ngờ. Đây sẽ là thời điểm vượng vận khí nhất, khá thích hợp để những người làm kinh doanh đưa ra quyết định đầu tư, hợp tác làm ăn. Con giáp này sẽ có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đáng tin cậy. Hãy duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài để đôi bên cùng có lợi nhé. Quý nhân, Hợi, Dậu, tiểu nhân, Mão, Thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số may mắn, 25, 78, 12. Tử vi tuần 2, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Hung tinh Thiên Cầu nhập mệnh, người tuổi Tân Sửu nên giữ được bình tĩnh và hạn chế tạo mâu thuẫn với đồng nghiệp trong tuần lễ này. Nếu không, người chịu nhiều thiệt thòi có thể là chính bạn. Vận khí ảm đạm, con giáp này làm gì cũng phải đầu tư thật nhiều công sức, nhưng thành quả chẳng thể như mong muốn. Dù vậy, bạn cũng chớ vội nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Có lẽ vì công việc bận rộn hoặc cuộc sống có chút thay đổi, nên bạn đang khó lòng tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Dù vẫn may mắn là không xuất hiện tình huống nguy hiểm, song con giáp này sẽ khó lòng tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn khi vướng mắc bởi những vấn đề ngoài ý muốn. Tài lộc trong tuần chỉ ở mức trung bình, tuần này không thích hợp để bản mệnh mạo hiểm đầu tư ở những lĩnh vực mới, càng mạo hiểm thì nguy cơ càng rủi ro lớn, thậm chí có thể mất trắng. Nhìn chung, người tuổi Tân Sửu làm gì cũng nên cẩn trọng trong các quyết định và cả việc chi tiêu tiền bạc. Sức khỏe của tuổi này có dấu hiệu suy giảm, bạn được nhắc nhở nên chú ý việc ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, kết hợp vận động nhẹ nhàng thường xuyên sẽ khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thư thái hơn. Ngoài ra, những người làm việc chân tay hay thường xuyên di chuyển đi lại cũng nên chú ý vấn đề an toàn cho bản thân. Quý nhân, Tí, Dần, tiểu nhân,
mùi, ngọ, màu sắc may mắn, đen, nâu, con số may mắn, 21-89-56. Tử vi tuần 3, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Tuần mới, tuổi Tân Sửu được thiên đức cát tinh hậu thuẫn, nên vận trình công việc hanh thông, các kế hoạch, nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ. Bạn cũng nhận một khoản thưởng nóng kha khá, nhờ vào sự thông minh và khéo léo trong công việc, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần. Tuy nhiên, trong môi trường tập thể, bạn nên giảm bớt sự gai góc của mình lại. Con giáp này có thể thể hiện quan điểm của mình, nhưng chớ nên quá gay gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình, mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng. Tài lộc trong tuần cũng khá vượng, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng. Một số dự án ban đầu, đầu tư bắt đầu thu hồi kết quả sau một thời gian đợi chờ trong sốt ruột. Nhìn chung, tuổi Tân Sửu đã gặt hái không ít thành tựu, nên vấn đề tiền bạc không cần lo ngại. Tuy nhiên, có vẻ như khi mọi chuyện đang diễn ra ổn định, thì bạn lại có xu hướng chủ quan. Con giáp này cần tập trung để tránh xảy ra những sai sót. Chúng rất mất thời gian sửa chữa cho dù không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Thậm chí, bạn còn có thể đánh mất những thành quả mà mình đã vất vả gây dựng. Tuổi Tân Sửu cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền trong tuần này, từ cả hai nguồn thu phụ và chính. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có thu nhập khá tốt, không lo túng thiếu. Dù vậy, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý, đừng vội mua sắm bừa bãi khiến tiền bạc hao tổn nhanh chóng. Quý nhân, Dậu, Tý, tiểu nhân, Thìn, Hợi. Màu sắc may mắn, đen, hồng. Con số may mắn, 72-91-24. Tử vi tuần 4, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2024. Tỷ Kiên nhắc nhở người tuổi Tân Sửu tốt nhất nên tránh cãi vã, tranh cãi với đồng nghiệp của mình và đặc biệt là với cấp trên trong tuần này, dù bạn có những ý tưởng và quan điểm trong tuần này. Muốn thể hiện nhưng cũng nên chú ý tới hoàn cảnh và thời điểm. Sự kích động nhất thời khiến con giáp này dễ dàng làm mất lòng người khác, gây ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của bản mệnh trong tương lai đấy. Cho dù nhìn theo hướng tích cực, sự hiếu thắng có thể khiến bạn không ngừng cố gắng vươn lên, thậm chí đạt được kết quả vượt xa người thường. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng có hai mặt, bản mệnh cũng không nên coi thường mặt tiêu cực của tính hiếu thắng, bởi bản mệnh sẽ tạo thêm nhiều kẻ thù, phá hỏng các mối quan hệ vốn tốt đẹp. Tài chính cũng đứng trước nhiều nguy cơ do tiểu hao cản trở, các khoản chi phí vô tội vạ, mua sắm theo ý thích sẽ làm cho bạn rỗng túi nhanh chóng. Bản mệnh cần tập trung vào công việc, ổn định thu nhập bằng cách tìm tới sự hướng dẫn và giúp đỡ của những người đi trước, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, đừng vì bận rộn mà quên chăm lo cho đời sống tình cảm của mình, hay sao nhãng vun vén các mối quan hệ cá nhân, chu toàn gia đình, chăm sóc bạn đời, hẹn hò người yêu. Không chỉ là những trách nhiệm mà bạn phải hoàn thành, nó còn là niềm vui giúp bạn thoải mái hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Quý nhân, Sửu, Tỵ, tiểu nhân, Dần, Thìn. Màu sắc may mắn, tím, đen. Con số may mắn, 35-89-20. Xem đến đây chắc hẳn quý cô bác anh chị đã nắm được cơ bản về vận trình của mình từ sau đại lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi vén màn qua các phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Tân Sửu. Khẩu quyết, tiền bạc tổn hao. Người tuổi Tân Sửu đưa ra những kế hoạch nhìn thì triển vọng, nhưng lại chưa thực sự phù hợp với thực tế, khiến rắc rối liên tiếp xảy ra. Một khi dự án không tiến triển thuận lợi được như dự kiến, bạn cần dừng lại để xem xét vấn đề và tìm hướng khắc phục ngay. Ngược lại, nếu đưa ra phán đoán sai, rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân, thì bạn khó tránh khỏi cảnh hao tài tốn của, mất công mất sức mà mọi việc không được như ý muốn. Tháng này bản mệnh cần hạn chế tính nóng nảy hay sự bất cẩn, gây thù chuốc oán với người khác. Nếu vướng vào các vụ tranh chấp kiện tụng, bạn không chỉ mất công mà còn mất tiền mới có thể giải quyết êm xuôi, khiến các dự án phải tạm thời chững lại, tiểu nhân quấy rối. Tháng này người tuổi Tân Sửu vẫn cần cẩn thận trước nguy cơ tiểu nhân luôn nhằm nhỏ, tìm cơ hội khi bạn lơ là để quấy phá. Vì thế dù có đạt được thành công bạn cũng chớ nên chủ quan, làm việc gì bạn cũng hãy cẩn thận khiêm tốn, để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất,
Tuy nhiên, chỉ cần bạn làm việc cẩn thận thì không cần quá lo lắng đến kẻ tiểu nhân, thậm chí bạn còn đoán được trước tình hình để chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Và bây giờ, xin mời quý cô bác anh chị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh may mắn ngay sau đây. Tuổi Tân Sửu, sinh tháng 5 âm lịch. Xem tử vi ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng 5 âm lịch, có tính cách rất điềm đạm và cũng rất tự tin. Nhờ có tính cách vững vàng nên lúc nào họ cũng giữ được thái độ lạc quan, để lại ấn tượng tốt với mọi người. Dù kinh doanh theo lĩnh vực nào, tuổi Tân Sửu sinh tháng âm lịch này cũng có thể kiếm tiền suôn sẻ. Vào giai đoạn đầu lập nghiệp, họ cũng gặp khó khăn khủng hoảng, nhưng sau đó nhanh chóng ổn định vững vàng. Khi ra ngoài, người tuổi Tân Sửu sinh tháng âm lịch này có nhiều bạn bè, quý nhân, nên tương lai của họ cũng vô cùng hạnh phúc ổn định. Họ vốn chịu khó nhẫn nại, nên cuối cùng cũng đạt được kết quả tốt trong lĩnh vực kinh doanh, làm ăn phát đạt, cơm áo không lo. Tuổi Tân Sửu, sinh tháng 7 âm lịch. Xem tử vi ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng 7 âm lịch, có tính cách đơn giản, không có cá tính gì nổi bật, nhưng thực sự họ lại là người khá được lòng người vì đáng tin cậy và lương thiện. Nhờ đó xung quanh họ luôn có quý nhân giúp đỡ, rất hiếm khi gặp phải khó khăn rắc rối kéo dài. Với năng lực và sự nỗ lực hết mình, người tuổi Tân Sửu sinh tháng 7 âm lịch có thể đạt được kết quả hơn những người khác, và sự xuất hiện của những người bạn, đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ cũng giúp họ tiến bộ qua từng năm. Mỗi năm họ lại đón nhận những điều bất ngờ, kết quả làm việc ngày một tốt hơn và kéo dài nhiều năm. Thu nhập của người tuổi Tân Sửu sinh thời điểm âm lịch này cũng sẽ tiếp tục tăng lên, cuộc sống ngày một khấm khá, sự khiêm tốn và chăm học hỏi cộng với nhiều bạn bè. Đó là những gì làm nên thành công của người tuổi Tân Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Tuổi Tân Sửu, sinh tháng 12 âm lịch. Xem tử vi ngày tháng sinh âm lịch, người tuổi Tân Sửu sinh tháng 12 âm lịch, có tính cách ổn định, lạc quan nhân hậu, biết cách đối nhân xử thế. Họ nhanh chóng hòa đồng với mọi người, cùng đồng nghiệp thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn trong công việc. Cho dù đôi khi mọi việc không được suôn sẻ, nhưng nhờ có quý nhân giúp đỡ kịp thời mà họ nhanh chóng thoát khỏi giai đoạn khó khăn, rút ngắn thời gian vất vả, giảm bớt áp lực càng sớm càng tốt. Tương lai những người này sẽ làm đầy ngân khố, cuộc sống sung túc ít áp lực hơn, không có vấn đề gì không giải quyết được. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Vận mệnh của bạn thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo hèn, không quyết định bởi tướng mạo và chiều cao, mà quyết định bởi trong tâm bạn chứa đựng cái gì. Trong tâm bạn chứa đựng những điều tốt đẹp thì thân thể bạn sẽ mạnh khỏe. Trong tâm bạn chứa đựng những điều tươi đẹp thì dung mạo bạn sẽ tươi đẹp. Trong tâm bạn chứa đựng đầy năng lượng thì thân thể bạn sẽ tràn đầy năng lượng. Trong tâm bạn chứa đựng niềm vui thì cuộc đời bạn sẽ tràn đầy hạnh phúc. Trong tâm bạn chứa đựng tự tin thì cuộc đời bạn sẽ sống rất thoải mái tự tin. Cảnh giới của cuộc đời, tương lai của sinh mệnh, nói là ở trong mê, kỳ thực chính là ngay trước mắt, chính là ở trong sự lựa chọn của bạn, chính là trong tâm bạn. Tướng tùy tâm sinh, duyên do tâm định, duyên khởi ở tâm, mà tu cũng là ở tâm. Mỗi người chúng ta đều giống như một chiếc chai không, trong tâm chúng ta chứa đựng những gì thì chúng ta sẽ được những thứ đó. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi từ sau đại lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về vận trình tử vi của mình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.